Các bạn xem, tôi cũng cắt nè.
cầm xé ra nó dễ cũng tủn. Đó, thấy chưa? Dễ hơn rồi đó. Thì nó khá đúng ngon luôn. Wow, có một bịch tương gà. À, bịch tương ớt nè. Mất rồi, để đó đi, lát mình lấy sao. Tiếp theo, còn lại mọc cam. Mọc màu cam, mang năm nè. Thôi đây, cắt đi rồi cô Lì cầm cho, cắt đi. Nấu lên cô Lửa ơi. Đổ vô. Wow. À, để lên. Bây giờ nhờ cô Tuấn nha, đi xuống lầu lấy một cái chén. Để hai chén đi, hai chén, một chén chén đựng tương cà, một chén đựng tương ớt. Hai chén. Wow, đây nè. Thì rất ngon chưa các bạn? Wow, một cái đường tảo hay gì đó. Có rau nữa. Còn một cái toàn ớt thôi. Còn cái màu cam là chắc tương cam quá. Hấp dẫn chưa? Các bạn ơi, các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Ba Lộc, bây giờ đợi cô Tuấn lên nữa là mình có thể thưởng thức rồi. Hai chén, phải thịt da, một tương ớt, một tương cà. Xì luôn hả? Kệ đi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha, để tí nha cô Tuấn. Này thì ăn bánh được. Thì ăn bánh luôn hả? Rồi, chuẩn bị nha. Từ từ. Đầu tiên mình sẽ ăn thử thịt nào đây. Thịt màu xanh trước nha. Rồi ăn màu xanh này trước. Chấm. Muốn chấm thì chấm, còn không chấm thì ăn luôn. Quất hai cái luôn hả? Bình thường hả? Chua tí. Chua chua, chắc cho nè, ăn thử một cái, khỏi chấm đi. Không ăn gì nào. Sao cô Tuấn? Mặn mặn. Đương nhiên rồi, cái này phải mặn chứ, rất mặn mà. Rồi, bây giờ mình thử bên đây coi. Đây là cái gì đây? Này màu cam, bịch màu cam. Đây bịch màu cam nè các bạn. Ăn thôi. Nó như nào? Chua hay đừng có chấm cái đó nữa, ăn thử là đặc biệt nó chấm. Ăn thử coi. Để cô Lì ăn thử nha. Giống bình thường các bạn ơi, cô Lì thấy giống bình thường. Không có gì đặc sắc. Tôm. Nát tôm mà. Không cay luôn. Wow. Bịch đỏ đi. Vậy ăn thử bịch màu đỏ. Này cay lắm á. Này lạc hơn. Nó lạc nhất à. Cái bịch này lạc nhất rồi các bạn. Bịch này dở, chỉ có bịch màu cam là ngon nhất. Cô Lì ăn thử luôn coi. Này ngon nè. Bịch này có ngon ngon nè. Nó mặn hơn bịch này luôn. Bịch này là lạc. Cái này là rất mặn. Cái này mặn vừa. Vừa ăn. Nhưng mà cô Lì thích ăn mặn cho nên cái này ngon nhất. Cô Lì ăn cái này ngon nhất nè. Có vị thơm của mùi tôm nữa. Wow, rất ngon nha các bạn. Cái này giống cho người ăn chiên vậy nè, giống cho người ăn chiên. Cái này cho người bình thường, còn cái này cho người thích ăn mặn. Wow, ngon quá. Wow. Rồi các bạn ơi, video này đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha. Hôm nay cô Lì của tụi đang thích mấy bịch slap này ăn chết luôn. Bự quá trời bự. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh của